Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại đường Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nhìn thấy trên hình, đây là con đường Phan Đăng Lưu cắt với Phan Xích Long. Đoạn này từ công viên Hoàng Văn Thụ đi về bến xe miền Đông, thì vừa qua khu Phan Xích Long thì mình sẽ rẽ tay phải về căn nhà này. Đây là con hẻm đi vào căn nhà này. Các bạn có thể nhìn thấy hẻm này là hẻm xe hơi ra vào thoải mái. Cuối hẻm thì mình có căn hộ dịch vụ, có hai chiếc xe hơi đang đậu. Thì nếu mà mình mua căn nhà này thì mình có thể sẽ gửi xe hơi ở khu này và đi vào căn nhà mình khoảng 2-3 căn thôi sẽ đến căn nhà của mình. Đây là mặt tiền ngoài của căn nhà này với diện tích 38.6 m², với chiều ngang là 5m2, chiều dài là 8m2 và có một cạnh bên là 6m6, tức là cái đuôi nó hơi xéo nha các bạn. Căn nhà này hướng đông bắc, gồm có một trệt, hai lầu, một sân thượng. Vì chiều ngang là 5m2 nên cảm giác căn nhà này rất là rộng nha các bạn. Đuôi bị xéo vì một cạnh bên là 8m2, một cạnh bên là 6m6. Nhưng mà vì thiết kế nên nhìn không có bị xéo nha các bạn. Các bạn hãy cùng mình nhìn lại con hẻm của căn nhà này. Khu này là khu nhà liền kề, gồm rất nhiều căn nhà giống nhau. Vì tình hình dịch bệnh Covid nên mình không có được tiếp quay ở trong căn nhà này. Đây là một số hình ảnh trong căn nhà này. Đây là khu vực phòng khách, gồm có sofa, tivi. Ở phía bên kia thì chúng ta sẽ có khu vực cầu thang. Sau cầu thang thì chúng ta sẽ có khu vực bếp và bàn ăn, gồm có tủ trên, tủ dưới, nội thất cơ bản, gồm có tủ giường, máy lạnh, tủ lạnh. Đây là một số hình ảnh của lầu 2 và lầu 3. Thiết kế rất là đẹp nha các bạn. So với phân khúc trong tầm giá thì là một trong những căn nhà đẹp. Đây là khu vực toilet. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 6,5 tỷ. Nếu các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra, để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các bạn hãy cùng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào nút chuông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.